Tên con là Phạm Trọng Phúc. Con 14 tuổi, con đang học trường trung học cơ sở Phường B. Con sống chung với nội và em gái. Em gái con 10 tuổi. Em con do chậm phát triển, hiện tại học lớp 1 thôi. Tôi là bà nội của bé Trọng Phúc và bé Như Ý. Hiện tại thì tôi không có đi làm, tôi ở nhà chăm cho bé. Vậy đó bé bị tật nguyền vậy á. Thành ra nó không có gì tự tiện nó được cái gì chứ, không phải ở nhà chăm nó. Lúc trước thì bé đẩy xe đi không, lúc này cũng nhờ đi mà khổ thật chứ, đi làm này kia, đi bó thuốc, làm đủ thứ. Giờ mới bỏ xe đi được mà đi cà nhủ nhở cho đi, không có vững vàng như con nít người ta. Chừng bé bị vậy đi không được, cho nên hồi đó tôi lo thuốc tốn tiền lắm. Bây giờ từ hễ tới giờ hết tiền tôi lo hết nổi, thành ra tôi làm mà thuốc ở nhà tôi làm cho nó. Mẹ của bé Ý sau khi sanh bé Ý được 24 tháng, mẹ bé Ý mất. Ba của bé Ý Trọng Phúc giờ đây đi làm trên thành phố mà ta bước thêm bước nữa, giờ thành ra hai đứa cháu nữa cho tôi nuôi quản dưỡng đó. Giờ ba nó cho cắt được cái nhà đó, giờ tính tới đổi con thờ, giờ chống con thờ thì nó không chịu, nó nói giờ con ở đâu thì mẹ con ở đó, cho nó không cho đổi con thờ đi. Mình thấy bé Phúc nó, cái mền của mẹ nó mua lâu rồi dắt đó, mà mình thay cái mền khác nó không chịu, nó kêu mình nấu giá là cho con để con đắp, mình của mẹ không mua. Con cảm thấy cuộc sống hiện tại buồn chán, nếu có mẹ thì con sẽ cảm thấy vui vẻ và ít quan tâm đến con. Mỗi lần con nhớ ba, con gọi cho ba, nhưng mà ba không làm, ba không bóc máy. Lúc con nhìn thấy bạn bè có ba mẹ đi bên cạnh thì con thấy tủi thân, lúc đó chỉ biết khóc thôi. Khi một ngày tôi nghĩ là tôi mất giờ, tôi không biết cháu tôi sống với ai, giờ tôi không biết luôn. Chẳng ngủi nó thôi, bây giờ lớn rồi con, bây giờ con không có mẹ, ba con cũng có cũng như không, giờ hai đứa con phải dán học cho biết chữ. Sau này con nhờ thân con, ba nợ chết nó đỡ đổ lỗ con được hoài. Bà nợ muốn cho hai cháu con cố gắng lên học cho thành tài, sao được nhờ thân con. Ước mơ của con là làm công an để bảo vệ cho mọi người và chăm sóc cho nội con và em con.